Em Dũng, Xe Hay và Đam Mê xin kính chào tất cả quý khách hàng đang quan tâm và theo dõi và ủng hộ kênh Xe Hay và Đam Mê, tọa lạc tại địa chỉ số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương, nằm ngay sát cạnh đường 5 lối đi Hà Nội - Hải Phòng. Và với diện tích trên 3.000m², với cái số lượng xe dao động từ 50 đến 70 chiếc xe, các chủng loại khác nhau, thì bên em luôn luôn mang tới cho quý khách hàng những chiếc xe chất lượng. Và tất cả những chiếc xe của bên em đều được bán bao bảo hành cam kết 1 năm sử dụng, tất cả thân vỏ nguyên bản, không đâm đụng tai nạn, và máy móc nguyên bản, không sửa chữa, gầm bệ chắc chắn, tuyệt đối an toàn cho quý khách hàng. Và số hotline của em Dũng để anh chị có thể liên lạc và tư vấn đó là 0964 834 834. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mọi phương thức, tất cả những cái tư vấn tốt nhất về tất cả những cái dòng xe của bên em. Và xin trân trọng giới thiệu với anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay một mẫu xe vừa về bên em. Thì trước mặt anh chị đây là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Honda, một chiếc HR-V được sản xuất năm 2018, phiên bản số tự động, động cơ là 1. Vâng, với khối động cơ 1.8 thì đây là một cái phiên bản chiếc HR-V này lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và nhắc đến thương hiệu xe của hãng Honda thì anh chị biết rồi, Honda là một cái thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cái tiêu chí là sản xuất những cái mẫu xe chất lượng và tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ với thời gian. Phiên bản HR-V thì anh chị biết rồi, được nhập khẩu về Việt Nam với hai phiên bản, đó là phiên bản LS và phiên bản R. Và cái chiếc xe trước mặt anh chị đây là phiên bản full kịch, đó là phiên bản L anh chị nhé. Bản thân chiếc xe là bản đủ cho nên nó được trang bị khá nhiều những công nghệ cao cấp. Từ cái việc đó là phía ngoài anh chị có thể nhận thấy, phía đằng sau được trang bị là LED ban ngày. Phía sau xe, bản thân cái vành xe được đó là na răng 5 chấu, được phay rất là sáng này. Đấy, anh chị có thể nhận thấy chìa khóa thông minh để ấn nổ sát tốp, và đặc biệt đó là trang bị cửa sổ lock anh chị nhé. Một chiếc xe khá là toàn mỹ. Với phiên bản L thì với cái cụm đèn pha của xe được thiết kế hoàn toàn đó là giải LED và đèn LED ở phía bên trong. Anh chị có thể nhận thấy được rằng là cái xe này được nhập khẩu Thái Lan và cái công nghệ của nó cực kỳ là cao cấp. Anh chị có thể nhận thấy được rằng đây, toàn bộ phía đèn phía bên trong này được là đèn LED anh chị nhé. Rất là sáng vào ban đêm và cái ánh sáng của nó không nóng cho nên không bị hư hại cái phía đèn này. Ngoài ra xe được trang bị giải LED ban ngày đây. Một cái nhìn chung là HR-V là một cái dòng xe SUV 5 chỗ được trang bị khá là cao cấp, nhất là cái phiên bản L này. Với cái giá lăn bánh cái thời điểm mà xe xuất hành, thời điểm mà xe được nhập về Việt Nam đó là gần 900 triệu đồng. Vâng. Và bây giờ chiếc xe này anh chị mua thì nó còn rẻ hơn rất là nhiều anh chị ạ. Bản thân chiếc xe HR-V này anh chị nhận thấy được thiết kế của nó rất là đẹp đấy, rất là góc cạnh này. Cái phần đèn này anh chị thấy được là nó thiết kế là đây là giải LED sương mù ở phía dưới này, cũng được trang bị là giải LED này. Và toàn bộ chiếc xe là được trang bị đó là na răng phay 5 chấu đơn, cực kỳ là khỏe khoắn này, kết hợp với lại cái phần phay đen rất là tròn trịa ở đây này. Và xe thì trang bị xi nhan tích hợp chân gương này, xi nhan tích hợp chân gương, chìa khóa thông minh để ấn nổ sát tốp, những công nghệ hiện đại và cao cấp nhất được trang bị cho chiếc Honda HR-V này. Và anh chị chú ý đây là phiên bản L. Với phiên bản L này thì nó có giá trị cao hơn rất nhiều so với cái phiên bản mà anh chị gặp ở thị trường, đó là phiên bản RS. Phiên bản RS là phiên bản thiếu, nó rẻ hơn gần 100 triệu so với lại phiên bản L này. Chính vì thế cho nên là khi mà anh chị sử dụng những cái phiên bản cao cấp thì nó mang lại cái giá trị rất là cao. Đấy, chị nhìn thấy được cái form dáng phía đầu xe của dòng HR-V này, nó rất là đẹp và cái form dáng của nó cực kỳ là tuyệt vời. Cái những cái trang thiết bị nó được nhập khẩu từ Thái Lan, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cho nên cái chất lượng của nó bao giờ cũng hơn cái dòng xe Việt Nam anh chị nhé. Xe một chủ chạy từ đầu và bản thân chiếc xe anh chị thấy được là được mạ một thanh chrome to tướng nằm ở phía trước. Đấy, anh chị thấy là đèn LED rất là sáng này. Toàn bộ các chi tiết của xe là nguyên bản 100%. Anh chị nhìn thấy được là thiết kế của dòng HR-V này thực sự là những cái thiết kế nổi bật, mang lại cho chiếc xe có sự khỏe khoắn, mạnh mẽ. Anh chị nhìn thấy được là toàn bộ các chi tiết xe rất là đẹp luôn. Bên em nhìn chung đã tuyển chọn rất là kỹ rồi. Đấy, đèn LED này. Và toàn bộ chiếc xe còn rất đẹp, na răng không hề bị xước sát gì anh chị nhé. Chiếc xe phải nói là chuẩn mực, tất cả các đường góc cạnh của xe là còn chuẩn mực này.
HRV thì với khối động cơ 1.8 thì cực kỳ là bền bỉ. Anh chị có thể nhận thấy được xe được trang bị cảm biến 4 vòng xung quanh xe, đèn LED, giải đèn LED ở phía sau này. Đây là công nghệ dành cho bản L. Nếu như anh chị mua bản RS thì sẽ không có anh chị nhé. Đây chị nhìn đây, toàn bộ chiếc xe nó rất là đẹp, nó rất là chuẩn mực về form dáng. Và chiếc xe này phải nói rằng đây là một cái chiếc xe đáng với tầm tiền. Bởi vì với tầm tiền nhô 600 triệu đồng thì anh chị không có lựa chọn một cái dòng xe nào mà là dòng SUV đời cao mà lại có thể trả góp đến 60% giá trị xe. Một chiếc phiên bản đến từ thương hiệu của Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Vâng, cho nên chất lượng của nó cực kỳ tốt luôn. Và cái trang thiết bị công nghệ ở phía bên trong của chiếc HR-V này cũng thật sự là ok. Bây giờ mời anh chị tới phần nội thất của chiếc xe này. Vâng, phải nói rằng là cái chiếc HR-V này, cái phần nội thất của nó cũng khá là ok các anh chị nhé. Vì ta có thể thấy được là nổi trội của phần HR-V phiên bản L này là nó được trang bị của hãng toàn bộ là ghế da của hãng hết này. Anh chị nhìn thấy được là một chiếc xe đời 2018 nhưng mà nó còn gần như là nguyên bản này, xe rất là đẹp luôn. Anh chị nhìn thấy được là chất lượng của cái chiếc xe mà bên em tuyển chọn về, xe chạy ít cho nên là toàn bộ hàng ghế phía sau là còn gần như nguyên bản này, tất cả là da này da của nguyên bản của hãng và căng đét luôn nha anh chị nhé, là căng đét luôn. Không gian ở phía sau cũng khá là rộng rãi để cho người ngồi phía sau có thể thoải mái này. Đấy, anh chị nhận thấy được rằng, và đặc biệt đây là phiên bản L thì xe được trang bị cửa sổ trời Panorama là cửa sổ kép anh chị nhé. Đấy, toàn bộ xe vẫn còn nguyên bản trần nỉ theo xe. Và đây là một cái chiếc xe mà với tầm tiền nhô 600 triệu thì nó là cái phân khúc đáng lựa chọn nhất. Toàn bộ nội thất của xe được trang bị đó là nội thất đen anh chị ạ. Đây, toàn bộ xe được trang bị nội thất đen. Hệ thống âm thanh của chiếc xe cũng rất là tuyệt vời. Khi mà anh chị đi lên chiếc xe này, toàn bộ tất cả chiếc xe là nguyên bản anh chị nhé, còn rất là chuẩn mực này. Đây, quay rất kỹ để cho anh chị nhìn này. Đấy, nội thất đen và chiếc xe cũng màu đen. Anh chị có thể nhận thấy được là hàng ghế phụ này, hàng ghế phụ vẫn còn rất là mới này. Đấy, còn rất là mới. Toàn bộ ghế được trang bị cao cấp của hãng và xe được trang bị 8 túi khí vòng xung quanh xe anh chị nhá. Vâng, 8 túi khí vòng xung quanh xe bởi vì đây là bản full này. Táp lô của xe được trang bị bằng nhựa cao cấp và toàn bộ những cái phần da của xe, phần da táp ly đều được bọc da anh chị nhá. Đều là được bọc da nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Đây, toàn bộ là da mềm luôn. Và cho nên là chiếc xe này có hệ thống chống âm, cách ồn cực kỳ là tốt luôn. Và xe thì bản thân đây là bản L nên anh chị thấy được xe được trang bị điều hòa tự động này, điều hòa tự động này, đề ấn nổ sát tốp này và màn hình cam lùi theo xe này. Đấy, những trang thiết bị hữu dụng và tuyệt vời nhất dành cho cái chiếc xe này. Và đặc biệt đó là chiếc xe được trang bị chế độ brake hold, vâng, phanh tự động và chế độ phanh tay điện tử đây anh chị này, và chìa khóa theo xe này. Đấy, và hệ thống ấn mở cốp này rất là tuyệt vời để đồ này. Vâng, phải nói rằng đây là một chiếc xe mà bên em cũng đã tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi để mang lại cái chất lượng cho anh chị. Hệ thống 8 túi khí vòng xung quanh xe nhé, xe rất là chuẩn mực và đẹp. Đèn auto và gạt mưa auto này, tất cả chất lượng xe đã được qua kiểm duyệt rất là kỹ rồi. Cho nên là những anh chị mà yêu thích cái dòng xe SUV gầm cao và nó là một cái chiếc xe lướt đã qua sử dụng không nhiều đâu và chiếc xe còn phải đến 95% chất lượng với cái giá tiền nó chỉ nhô 600 triệu thôi, thì đây sẽ là một cái chiếc xe để anh chị có thể lựa chọn này. Đây, em đã mở cốp sẵn rồi để có thể là quay cho anh chị cái phần phía bên trong. Khoang cốp của chiếc xe thì cũng còn khá là rộng anh chị nhé, còn khá là rộng luôn. Và anh chị có thể nhận thấy được toàn bộ tất cả các chi tiết là đèn cũng là đèn zin nhỉ. Đấy, toàn bộ tất cả các chi tiết xe nó còn nguyên bản, tất cả những tấm nhựa nó còn mới tinh luôn anh chị nhé, nó không có tì vết gì cả. Đây chị nhìn này, toàn bộ tất cả hệ thống keo chỉ gầm bệ của xe là chuẩn mực. Và phải nói rằng là cái phiên bản HR-V và những cái đồ nhập khẩu nó rất là bền luôn, nó rất là bền luôn, nên là sau quá trình sử dụng đến năm nay 2018, năm này năm thứ tư rồi mà cũng không thể ngờ được nó mới như thế anh chị ạ. Nó mới xuất sắc luôn anh chị này, nó mới xuất sắc luôn. Và đây là phần đèn này, nó mới xuất sắc luôn anh chị nhé. Đà. Và phải nói là chủ nhân cũng đã trang bị cái thảm này là thảm chống bẩn rồi và chống chảy xước cho nên chiếc xe này, đây phần nỉ chống ồn này nó vẫn còn nguyên bản này, rất là đẹp luôn. Và phần cốp khóa này, đấy, xe nguyên bản nguyên zin này nhìn nó khác ngay anh chị ạ. Và đây chị nhìn này, sơ cua còn chưa hạ này, còn rất đẹp này, mới tinh này.
Đấy, phải nói là chiếc xe nó mới thật, thật sự luôn. Mới từng chi tiết. Mới từng chi tiết luôn anh chị nhá. Chiếc xe nó quá đẹp và quá xuất sắc luôn. Một chiếc xe phải nói là tuyệt vời. Nếu như những anh chị nào đang có tầm tiền trên 600 triệu và cụ thể là bao nhiêu ạ? Đó là 665 triệu đồng thôi. Là anh chị đã sở hữu một chiếc SUV gầm cao, một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Và những chiếc xe nhập khẩu thì anh chị biết rồi, luôn luôn là những chiếc xe chất lượng, những chiếc xe được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nước ngoài. Và nhất là dòng Thái Lan thì anh chị biết rồi, tất cả những sản phẩm đến từ Thái Lan đều là những sản phẩm chất lượng và những sản phẩm khó tính, mang lại bởi vì nó được xuất cho các thị trường khác nhau. Đấy, nếu anh chị ưa sự an toàn. Và thực sự thì bây giờ các anh chị mua con Tucson 2012 thì anh chị cũng phải mua đến cái giá trị đó là hơn 400 triệu đồng. Mà bây giờ chỉ có 665 triệu đồng thôi là anh chị sở hữu hẳn một cái phiên bản HR-V, là một đàn em của CR-V thì thực sự là xứng đáng, đúng không ạ? Tiền nào vải đấy. Và thực sự chiếc xe này nó chính là một chiếc xe quá chất lượng và quá tuyệt vời. Tất cả là da mềm hết này, cho nên là cái hệ thống cách âm chống ồn của chiếc xe này quá là tuyệt vời. Xe được trang bị một kính lái auto, gương kính chỉnh điện và gập điện hết rồi anh chị nhé. Toàn bộ là hệ thống loa âm thanh rất là ok. Và đặc biệt đây là bản L, cho nên anh chị nhận thấy được rằng chiếc xe được trang bị ghế điện ở hàng ghế lái nhé, điều chỉnh 10 hướng. Và tất cả là hàng ghế da theo xe vẫn còn đẹp đẽ, đẹp dã man lên như thế này đây anh chị này. Đấy, đẹp chuẩn mực luôn anh chị nhé. Đấy, đẹp chuẩn mực luôn. Và anh chị thấy được rằng là chiếc xe này thì vẫn nguyên cái km thay dầu bảo dưỡng này. Đấy, đấy thì đấy, xe này sẽ hạn bao thay dầu bảo dưỡng là 5,6 vạn. Và chiếc xe này đang chạy tới bây giờ nó là 5,5 vạn anh chị nhé. Nó là 5,5 vạn. Thì anh chị mua về sẽ thay dầu, thay mỡ theo cái định kỳ sản xuất của mình. Xe được trang bị chế độ cân bằng điện tử, phanh tự động, phanh báo khoảng cách này. Và ở đây tiếp theo đó là chế độ Icon, là một cái chế công nghệ hiện đại của Honda. Và nó là cái công nghệ đó là lọc khí và không thải khí độc ra môi trường. Nó là công nghệ khá là tuyệt vời. Vô lăng củ số của chiếc xe còn gần như mới tinh nha anh chị nhé. Còn gần như mới tinh luôn. Vâng, phải nói rằng đây là một chiếc xe quá là đẹp luôn. Lâu lắm rồi mới về được một chiếc xe đẹp như thế này anh chị ạ. Nhìn nó ngất luôn. Bởi vì đời 2018 mà nó mới như thế này, mà cái giá bên em đưa ra cho anh chị thực sự là hợp lý luôn, chỉ có 665 triệu đồng thôi. Quá là tuyệt vời. Xe mới phải nói là rất mới luôn. Và đây anh chị nhìn này, chìa khóa này, rồi tất cả những cái chi tiết em đã quay khá là kỹ rồi. Điều hòa thì điều hòa tự động anh chị nhé. Củ số thì củ số cũng là rất là mới này anh chị này. Đấy, mới kính cong luôn. Tất cả các chi tiết xe, rồi ô cửa gió, điều hòa, tất cả các chi tiết phải nói là đẹp tuyệt vời luôn anh chị nhé. Công nghệ của chiếc xe này cũng rất là nhiều. Đấy, như anh chị thấy được là ghế điện này, cửa lóc Panorama này, cửa lóc Panorama này, đề ấn nổ sát tốp này, phanh tay điện tử này, đèn auto, hạt mưa auto này, cân bằng điện tử này. Vâng, rất nhiều những công nghệ cao cấp trang bị cho cái chiếc xe HR-V được sản xuất 2018 này. Vâng, em vẫn thích những chiếc xe nhập khẩu và chắc chắn là anh chị cũng thế thôi. Bởi vì chất lượng của những chiếc xe nhập khẩu thì bao giờ nó cũng là cái chất lượng đẳng cấp châu Âu, đẳng cấp thế giới. Và nó được trau chuốt về kỹ thuật cũng như là công nghệ, và cũng như là cái chế độ sản xuất của nó rất là tốt. Và anh chị nhìn này, toàn bộ những cái chi tiết xe nó còn nguyên bản và đẹp. Đây chị nhìn, từng những con ốc này nó còn nguyên bản, từng keo chỉ nó còn nguyên zin này. Đấy, nhìn rất là mới luôn anh chị nhé. Đây anh chị nhìn này, rất là mới luôn, nó mới đều xe. Nó mới rất là đều xe luôn, cho nên là anh chị mua cái chiếc xe này thì quá tuyệt vời luôn. Và giá thì thực sự là hợp lý với thị trường. 665 triệu đồng nhé. Mỗi chiếc xe này anh chị rẻ hơn được so với khi anh chị mua mới gần 200 triệu đồng, khẳng định là như thế. Mà chiếc xe vẫn còn mới y nguyên luôn. Vẫn còn mới y nguyên luôn, từng chi tiết xe nó còn nguyên bản như thế này. Vâng, chiếc xe này nó mới thật anh chị ạ, mới thật. Và máy của chiếc xe anh chị nhìn đây. Đây, máy đây. Máy chạy 5 vạn nó khác biệt đúng không ạ? Zin từ keo dàn cò và tất cả chi tiết xe là zin nguyên bản. Những con ốc máy vẫn còn zin nguyên này, chưa từng chạm mở này. Vâng, những cái sản phẩm CR-HR-V này nó không nhiều trên thị trường đâu ạ. Bởi vì là cái những chiếc xe này đi rất là bền bỉ, cho nên là người ta cũng rất là ít bán anh chị nhé. Thứ nhất nó là dòng xe SUV rồi, SUV gầm cao rồi. Và thứ hai nữa đó lại là dòng xe ổn định về về tiêu chí kỹ thuật nữa. Đây, tất cả các chi tiết xe là nguyên bản hết nha anh chị nhé. Đấy, chị nhìn thấy nó đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn. Không còn điều gì để bàn về chiếc xe này nữa. 665 triệu đồng nhé. Nếu như anh chị nào cảm thấy yêu thương
và nhanh tay điện thoại tới hotline của em Dũng để chốt xe, đó là 0964 834 834. Thì anh chị chốt nhanh đi ạ. Vâng, bởi vì này em tin chắc rằng với tầm tiền này nó sẽ là sự lựa chọn quá là tuyệt vời luôn. Không có nhiều lựa chọn về tầm tiền này đâu ạ. Và số hotline của em Dũng là 0964 834 834. Và cả số Zalo nữa, gọi điện trao đổi thông tin để em Dũng tư vấn, sau đó chốt cọc. Và chiếc xe này sẽ là chủ sở hữu của anh chị. Nếu như anh chị có tầm 200-300 triệu đồng mà muốn mua một chiếc xe ổn định lâu dài sử dụng thì cũng điện thoại cho em đi, em sẽ hỗ trợ cho anh chị vay banh, vâng, sử dụng về ngân hàng. Còn nếu như những anh chị nào mà muốn mua chiếc xe này thì tiếp tục theo dõi phần gầm phía sau nhé. Vâng, phần gầm phía sau để anh chị có thể có thông tin một cách chi tiết nhất về cái chiếc xe HR-V 2018 bản L nhập khẩu như chiếc Thái Lan này. Và mời anh chị tới phần gầm. Và nhớ chiếc xe này em đang bán chỉ với mức giá 665 triệu đồng thôi.